Nam mô Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất, thiên đạo vô vi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô cực đại thiên tôn. Nam mô Chiêu trì kim mẫu, vô cực đại từ tôn. Nam mô Di Lặc Thiên Tôn, khai môn chuyển pháp. Kính mời quý vị nghe Kinh Ngọc Lộ Kim Bàn. Ngọc Lộ Kim Bàn, phần giới thiệu. Vườn bát ai cây lành quả ngọt, hoa từ bi ngào ngạt tỏa hương. Kính mời quý khách thập phương dừng chân ngắm cảnh phi thường đẹp vui, hầu thưởng thức thử mùi vị đào do tiền nhân sáng tạo dày công. Trần hoàng giống thiện gieo trồng, dành cho nhân loại đại đồng hưởng chung. Chung hưởng ân hồng quý vị ôi, huỳnh lương tỉnh thức tranh luân hồi. Trăm muôn vạn kiếp thân đài đọa, lặng hụp ao tù huế trượt hôi. Hữu hạnh kỳ ba thầy rưỡi phước, mái duyên ngộ đạo thiện tâm dồi. Nền nhân thánh chất năng bồi đắp, cõi thọ sen vàng kết phẩm ngôi. Đời là bể thảm hóa cồn dâu, biến chuyển tan thương khắp địa cầu. Biển nghiệp dâng lên hằng sóng bào, linh căn vĩ thể chiếc thuyền câu. Trương buồm thẳng cánh sang bờ ngàn, bẻ lại quanh co vướng lưới sầu. Các đấng ban ân tâm thiện hào, thiên liên giáng họa kẻ mưu sâu. Phần kinh Ngọc Lộ Kim Bàn. Từ thuở chưa khai thiên lập địa, chỉ khói đen bốn phía vô minh. Bỗng vang tiếng sấm thần linh, lộ ngôi thái cực xuất hình chí tôn. Ánh sáng tạo càng khôn vũ trụ, khi hư vô kết tụ lưỡng nghi. Phân ngôi kim màu diệu trì, nải sanh tứ tượng biến vi ngũ hành. Bát môn mở lập thành trời đất,
luật tuần hoàn bí mật an tri. Muốn thu bất dịch bất di, càng khảm cẩn chân tôn lý khôn đoài. Riêng con số 12 thượng đế nắm trọn quyền chúa tể tạo đoan, thiên khai ư tỷ vẹn màng, âm dương phân tách đối đàn trược thanh, thập thiên can lưu hành vận chuyển, tùng địa chi tiến triển theo đà, đấu tinh chiếu diệu hằng hà, đôi vần nhật nguyệt phân ra đêm ngày, cơ tạo hóa vận xoay liên tiếp, mái huyền vi nối việc tuần hoàn, bồ đề xuất hiện tòa vàng, Như Lai Phật Tổ trang nghiêm tại thiền, dình bí mật đủ quyền bác ái, phóng nhãn quang vạn đại soi thông, từ bi chất chứa đầy lòng, oai linh các đấng thần đồng nổ thinh, thượng thiên hóa 3.000 thế giới, hạ địa xanh sơ khởi cơ màu, 72 quả địa cầu chia ra tứ đại bồ châu rõ ràng, châu nam thiểm trữ toàn hiện triết, bắc lư châu quỷ quyệt mưu sâu, chánh phương đồng thắng thần châu, đức hồng quân ngự quả cầu tiên thiên, tây ngưu hóa châu riêng Phật mẫu, hà khí thanh kết cấu phép màu, luyện thành hạt thử mễ châu, thế rồi một hộp bắt đầu nở hai, hai nở bốn, bốn xoay nên tám, pháp diệu huyền ứng cảm biến sanh, âm dương phối hợp khí thanh, bác hồn vận chuyển hóa thành linh căn, kinh sao ức tụng tăng mua hát, vẽ hồn nhiên chất phát ngây thơ, thế là trong lúc bấy giờ nguyên căn chưa biết mộng mơ vui buồn, đức Phật mẫu truyền luôn thanh điển, gọi linh căn trình diện tức thì, chín mười sao ức đồng quỳ, đợi chờ lĩnh mẹ diệu trì phát ban, đức mẹ chỉ hành lang trước điện, tuổi thiện nan bài biện ngổn ngang, mỗi con nhặt một thiện nan vào đựng bửu bối mẹ ban cho nào, lính căng chạy xôn xao rào rực, súng xích nhau giành giật lung tung, diễn lên một trận thư hùng,
khiến lòng Đức Mẹ vô cùng xót xa. Mẹ buông tiếng thở ra than trách, cậy các con tà hô cách lập đời, nơi miền hạ giới xa vời, làm tròn nhiệm vụ đồng thời hội quy. Đường sứ mệnh chưa đi nửa bước, đã diễn trò mạnh được yếu thua, xuống trần danh lời bán mua, đứa nào cô thế ai dùa giúp cho. Các con ở chúng lò tạo hóa, dầu nơi đây hay đã đi xa, thương yêu bảo trọng chữ hòa, chớ quên quê mẹ đắm say mê trần. Lời tâm huyết ân cần nhắc nhở, các con tua khá nhớ đừng sai. Đây là báo vật trao tay, mỗi con tám món để rải hộ thân. Túi vàng thiện trăm phần quý giá, trợ các con vững dạ yên lòng, bảo tồn thanh chất thanh trong. Vô vi hữu tướng thải đồng tương liên, trung tinh đứng đầu tiên luân lý, lễ nghĩa nung ý chí khiêm cung, chánh tâm thiên mạng thuần tùng, liêm sĩ hiếu đệ gồm chung mối duyên. Các con ráng gìn nguyên bảo vật, ngày trở về chẳng mất món nào, chiếu cung mở hội bàn đào, quỳnh tương cổ túc ngạc ngào thưởng ban. Sông cõi thọ thanh nhàn vô tử, ngàn vạn thú an ngự liên tòa. Nếu con nào trái lệnh ta, làm mất món báo đọa xa muôn đời. Mẹ vừa mới ngưng lời dạy bảo, có sứ thần lại đạo tấu trình, rằng vân sắc chỉ thiền đình, chỉ tôn chiếu điểm chơn linh rạng ngần. Đem phối hợp nguồn thần Đức Mẹ, tạo linh căn thêm vẻ hiền ngoan, ngự trong chiếc hộp kim bàn, tí thời cấp tốc hạ sang dương trần. Giờ lành đến chuông ngân báo hiệu, tàn linh căn riêu riêu ra quỳ, tạ từ lại mẹ diệu trì, cùng nhau hớn hở ra đi lập đời. Thiên thần tấu đương thời đại kiếp, tam dương khai mọi việc hành xong, kim bàn đem giữa hư không, trúc linh căng xuống như bông rơi đầy. Đời thượng cổ từ đây danh gọi, sanh loài người dựng cõi nhân hoàng. Bản sơ hiếm sự khôn ngoan, ăn lông ở lỗ sương chan tuyết dầm. Phật mẫu động từ tâm
dùng kế cho thánh nhân giáng thể bày ra. Đốn cây trầm la cất nhà, che mưa đỡ nắng hết đã giáng trưng. Gieo ngũ cốc mạnh thân nuôi dưỡng, nước lửa bàn nấu nướng thức ăn. Chỉ cho các đặng linh căn, trồng cây bông vải dệt khăn áo quần. Dạy chữ nghĩa thấm nhuần văn hóa, trí thông minh gài đã mở mang. Lập nên thủ tục đàng hoàng, xua bao quê dốt điểm trang cuộc đời. Nói qua vị tướng trời giữ cửa, tán đổm hờn chất chứa đầy lòng. Lĩnh căn tệ bạc vô song, được đi xuống thế vẫn không lời chào. Bấy hạnh diện khinh tao ra mặt, rồi thân bay chưa chắc bình yên. Ta nguyện rửa hết hận phiền, khảo cho bay phải đảo điên tinh thần. Bỏ nhiệm vụ đặng vân xuống thế, dẫn năm ma đồng thể đi liền. Ra ngoài huỳnh đạo tiên thiên, ẩn thân biển bắc luyện huyền diệu quang. Chỗ mặt nước phân phần thanh trượt, chờ đạo khai diệu bước căn nguyên. Nắm ma tụng trước thánh hiền, dĩ đoan mê tín bùa liền tứ phương. Vẫn vô khắp cùng miền địa giới, và thường xuyên lui tới Phật đường. Mở ra cửa tứ đổ tường, rủ ren khách tục vào đường xa hoa. Nhà tù điếm lần la chết liệm, quán trà đình sai nhiệm khó ra. Chỉ vì pháp thuật năm ma, kéo linh căn mãi đọa xa cửu tuyền. Thêm mối hại truyền miên kinh khủng, thái thông thiên tận dụng phép màu. Sĩ vô mặt định dương châu, huỳnh cân phá chánh gồm thâu tà thần. Nắm ma biến cảnh trần thơ mộng, khiến linh căn bắt bóng bỏ hình. Vào vòng dánh lợi giam mình, để cho lục dục thất tình khiến sai. Sắc quyến rũ anh tài lỗi đạo, bài ngôn đa xảo ngữ lỗi nghi. Phấn son bẹo vẽ phương phi, ai mà háo sắc mê si lụy tình. Tài vàng bạc tượng hình của báo, suối linh căn bất hảo vô tâm. Quên câu cốt nhục thâm tình, chỉ vì bá lợi ngâm ngầm hại nhau. Tử nhục nhiễm chỉ giao bất kể,
mãi say xưa bỏ phế nghĩa nhân, không còn nhớ đến tứ ân, gieo cho tất cả người thân khổ sầu. Khi sân nộ khó hầu ngăn chặn, ố dục khói lửa giận bừng lên, thiếu bao sự nghiệp gây nên, luân thường đạo lý mong nền rượu tiêu. Từ cửa bùa phép yêu cam dỗ, ai bước vào nạn khổ kéo dài. Cuộc đời ngậm đắng triêu cay, danh hư trí lãng hình hài héo khô. Luồng sông thảm nhấp nhô biển nghiệp, dập linh căn sức kiệt hao mòn. Thực thi thiên mạng chưa toàn, tinh thần rời rã hết còn mong chi. Nhắc qua đức diêu trì kim mẫu, ngự hoa đài thổ lậu huyết ra. Biết rằng tan đổm phản ta, trốn xuống dương thế hại mà linh căn. Đức Phật mẫu bận quân lo ngại, sợ tàn linh sẽ phải lắm nguy. Toán phương liệu kế cấp kỳ, để mà giải cứu hài nhi dưới đời. Bèn triệu tập tức thì quý vị, Phật thánh tiên phụng chỉ lệnh phê. Tiên thiên mở hội long huê, lão quân thọ mạng chẳng hề nản tâm. Gian thế gian ngàn năm khổ não, sáng lập nền chánh giáo phổ truyền. Dạy công đạo lý nhũ khuyên, độ được hai ức hữu duyên đưa về. Trung thiên lập long huế hoàn tất, lãnh lệnh đi là Phật nhiên đăng. Xuống trần cứu vớt linh căn, trải bao gian khổ nhọc nhằn xiết chi. Cũng chỉ độ vậy thì hai ức, Phật Thích Ca tích cực lâm trần. Trải qua trăm kiếp gian truân, khiêu ngòi đuốc huệ rạng ngần khắp nơi. Khuyên nhủ đã cạn lời hết tiếng, vẫn không sao lai chuyển tàn linh. Mãi sai đắm lời danh tình, đua nhau lặng hụt trầm mình mãi mê. Trước khi Phật quay về thượng giới, đã chép biên để lại tàn linh. Kể ra vạn quyển thiên kinh, phổ truyền chân lý phần mình chánh tà. Không một kẻ xem qua sư khảo, Phật buồn lòng phục đạo thiên đàng. Hiệp cùng ngũ giáo luận bàn, tam nguyên hội chót nhân gian tội đầy. Nếu mà để trễ chạy có hại, tàn linh căn vực hại chìm sâu. Dù đem muôn vạn phép màu, cũng không cứu kịp nữa đâu mà hồng.
Di Lạc đồng lòng nhất trí. Phật thánh tiên hiệp ý ân cần, với cùng bốn ức nguyên nhân, cấp lại hạ giáng vớt phần linh căn. Chấp nhận mọi khó khăn trở ngại, chỉ hy sinh nạn trải truân chuyên. Những mong toại được ước nguyện, độ trong cửu nhị ức nguyên đem về. Đức Phật mẫu ủ ê buồn bã, đôi dòng châu lá trà tuôn tràn. Thốt lời tha thiết thở than, mong sao các đấng cứu toàn nguyên nhân. Phật tiên với thánh thần hợp tác, cùng chủ nhân Di Lạc bước ra. Ta từ Phật mẫu bốn ba, lên đường sứ mạng dù là hiểm nguy. Sông pha đến năm thì biển nghiệp, đồng ra tay chèo chiếc tự thuyền. Hát hò kêu khách trần gian, nhanh chân bước đến từ thuyền hội hương. Nói qua tán đổm cường bạo động, gây rối ren cuộc sống tàn linh. Làm cho mất cả niềm tin, đường về trùng bước đắm mình biển mê. Phật mẫu lập Long Huệ hai hội, phái Phật tiên đổ rồi khắp trần. Bị tà phá hoại bao lần, chỉ về bốn ức nguyên nhân thôi mà. Bèn triệu tập năm ma kiến nghị, trước ta dùng tủ khí sắc tài. Kéo người linh tánh mê sai, xa vào địa ngục tính rải mấy muôn. Khiến lão mẫu sầu buồn rũ rượi, hiệp ngũ chi bủa lưới hoài linh. Kỳ ba đánh bắt chúng mình, đem về trị tội chống kình thượng thiên. Nếu ta bại hậu phiền khó tả, thân sanh này tan rã tiêu điều. Hải máu hợp đam tiểu yêu, luyện thêm phép thuật đánh liều một khi. Mai thắng được ta thì trọng thưởng, lợi danh tình thụ hưởng vô biên. Phần ta tam thập lục thiên, thất thập nhị địa trọn quyền chúng ngươi. Năm ma cất giọng cười khoai chí, đại vương đừng lo nghĩ bận lòng. Chúng tôi mỗi đứa lập xong, sáu ngàn ma nhỏ cộng đồng ba muôn. Sống lẫn lộn luôn tồn cõi thế, gieo khổ đau tác tệ tàn linh. Sân si ái nổ dục sinh, để rồi đánh mất nghĩa tình thiên liêng. Trong năm đứa riêng tôi đặc biệt, hóa thành năm biển nghiệp trần đường. Bùa văn chướng ngại ngổn ngang,
tàn linh mệt mỏi, bù nan quăng rồi. Mất báo vật khó hồi phản bổn, chịu trầm luân chịu khổ muôn đời. Khảo trừng chúng nó tơi bời, để cho bỏ thói khinh thời chúng ta. Đại vương chúng bay ra hải ngoại, biến nhà tu bác ái ưu đời. Phổ thông giả thuyết khắp nơi, xưng danh giáo chủ vậy thời chánh tông. Đưa khách tục vào vòng mê tín, khiến linh căn trọng kính dị đoan. Liễm hồn trong giấc mộng tràn, chánh tà lẫn lộn thao vạn khó phân. Chế tiên Phật xa lần tam giáo, khen bàn môn tả đạo linh oai. Đổi ba năm nữa diêm đài, nguyên căn đọa lạc đầy ngoài chật trong. Bọn tan đỡm sắp xong mưu kế, trỗi giọng cười đắc chí hân hoan. Việc này cần sớm liệu toan, mình chia tay kẻo trễ lần bóng câu. Nắm ma dùng phép màu tinh quái, hóa thành năm dục hại thầm sâu. Linh căn ngơ ngẩn biết đâu, xa chân vực thẳm dễ dàng dị lên. Bụng sinh nổi lên bên dơ bẩn, bốn phía đều ngăn chặn vách tường. Ma hồn quỷ xác nhiễu nhương, ai vào bí lối bật đường khó ra. Tạm ngưng chuyện năm ma tà thuật, nhắc lại ngài hoàn cực chủ nhân. Dẫn chữ tiên Phật thánh thần, nguyên nhân bốn ức xuống trần đầu thai. Kẻ sang cả vào đài ra cát, người khốn cùng đối khác lầm than. Kẻ thì nương náo lắm sang, tiều phu mang lớp nắng chan mưa dầm. Người kiên tánh minh tâm mẫn huệ, kẻ ngu ngơ trí tuệ mở lu. Sống nghề nông nghiệp cần cù, thức khuya dậy sớm công phu nhọc nhằn. Người có óc kinh doanh thương mại, kẻ sướng ca vô loại đời kinh. Người thể tộc bậc hiển vinh, công hầu khanh tướng ngang nghinh vòng dù. Kẻ làm kế đại mưu xảo quyệt, người thật thà chẳng biết tính toán. Quanh năm sông cảnh bần hàn, che thân bô vải lang thang chẳng lành. Kẻ thủ lợi tranh giành phúc lộc, quên cội nguồn chung gốc hóa sinh. Đáo trần chưa độ tàn linh, nhóm này sải bước đắm chìm bể mê. Hơn phân nửa khó bể lên được, bởi lục trần nặng trược trị lôi. Dòng đời xuôi ngược nổi trôi, hết mong trở lại cựu ngôi an tường.
sanh rồi tử, đoạn trường đủ cách, cửa luân hồi đón khách mê tâm, trong muôn vạn kiếp cự trần, bửu nan đeo giữ bên thân còn hoài. Xuống muôn hạ xa rài thanh chất, mùi đỉnh chung ngây ngất mê say, chạy theo dục lợi tiền tài, rừng đời lạc lối dạng dày khổ đau. Lầm lùi bước rơi vào dục hải, vướng lưới sầu biết phải làm sao. Trùng dương xâm thét gió gào, linh căn trồi hụp ba đạo hành hung, cố bơi lội cuối cùng kiệt sức, bởi mỹ tà phép thuật cao cường, kim ma dẫn lối đưa đường, nguyên nhân lâm cảnh đoạn trường thảm thai. Túi vạn thiện mang hoài nặng triệu, lần đầu tiên định liệu làm càng, những mong thể xác nhẹ nhàng, trung tính hai món bảo toàn quăng liền. Bương bả tách khỏi miền khổ hải, lại lọt vào dục hải mọc ma, diễn trò quyên rũ kiêu xa, mỹ nhân khiêu gợi dâm tà bừng lên. Lính căng mướt mê quên tội lỗi, ngủ luân thường nở vội phôi pha, nhớt nhớ trọng trượt trầm kha, lễ nghĩa hai món ném ra nhẹ phần. Đi trở tới xa chân biển nghiệp, gặp thủy ma ráo riết rủ ren, tàn linh nếm thử vị men, tinh thần bấn loạn như đèn gặp giông, bước chẳng vững lóng bông xíu gục, thốt lời ra thô tục ngữ danh, hình hài tiểu tùy ốm tanh. Nếu ai động tới tung hoành hét la, dù cô bác ông bà bất kể, dù song thân huynh đệ không kiên, mỗi khi thỏa mãn cơn ghiền, gieo bao sầu khổ u phiền người thân, sức lực sẽ suy dần bạc nhược, lý trí không giữ được tánh thường, thế là mất hẳn tình thương, còn chăng chỉ một bộ xương khô gầy. Tám món báo giờ đây còn bốn, chuyến đi này lỗ vốn quá rồi, đành liệu số kiếp đấy thôi, mặc cho bèo dạt hoa trôi bền bồng, với tánh mạng vẫn không đảm bảo, thì xá chi vật báo mẹ ban, tức thì mở túi thiện nan, liêm sĩ hai món báo đem quăng nhậu, gắn gượng bước đi sâu thêm nữa, gặp hỏa ma bế cửa chận đường.
Sổ linh căn giữa trùng dương, bùng sình hôi hám bốn phương bùa đầy. Lỡ lạc lối vào đây đành chịu, nào biết ai không hiểu cậy nhờ. Dẫn dùm khỏi chốn bùng nhơ, cho tâm hồn bớt giật vỡ âu lo. Nhiễm mùi trượt lết bò hết nổi, thân phế tàn nhưng gội thảm sầu. Những mong thoát cảnh bể dâu, đôi chân ráng bước ngõ hậu mệt rung. Hai món báo cuối cùng hiu để, thảm trạng này không thể bảo toàn. Thôi thì mở túi thiền an, lấy ra liền phức nhẹ nhàng thân xanh. Tam môn báo đã đành dứt bỏ, lê gót trần theo ngõ thổ ma. Mịt mờ hắt khi tỏa ra, lửa tùng theo đó đốt mà linh căn. Cửu nhị ức ngã lăn hoàng hoài, nằm trên bờ nghiệt hải ngổn ngang. Thân thì tiều tụy vỏ vàng, còn đeo giữ túi thiện nan làm gì. Đem quăng phức nó đi cho rảnh, để rồi sang tìm cảnh đẹp xinh. Nào ngờ lạc đến u minh, quỷ môn quan xuất hiện hình chỉnh ghê. Toán lùi lại có bề trở bước, bởi lưới hồng bữa trước chăng sao. Tàn linh suối lệ tuôn trào, mới hay địa ngục dễ vào có ra. Phật Di Lạc lãnh đà thiên chức, danh hiệu là hoàng cực chủ nhân. Kỳ ba độ khắp gần xa, chèo thuyền vượt bể khỏi cơn ba đào. Gọi linh tanh khá màu bám víu, chiếc từ thuyền toan liệu hội nguyên. Thoát vòng tư khổ ưu phiền, trở về cõi Phật bình yên muôn đời. Kêu reo mãi mòn hơi rao tiếng, từ phương Đông đi khắp phương Tây. Bắc Nam bốn hương đủ đầy, không ai ngoái mặt lại đây thử nhìn. Cửu nhị ức vô tình đến thế, hoàng cực ngồi rơi lệ thở than. Than rằng bốn ức theo ta, xuống trần góp sức độ mà tàn linh. Vừa đầu kiếp đắm mình bể nghiệp, đức chủ nhân chi xiết lo âu. Ngày đêm luôn những buồn rầu, chưa tròn sứ mệnh về tâu mẫu hoàng. Đức hoàng mẫu nào an tất dạ, lòng suy tư vội vã ban lời. Truyền phái thiên sư tức thời, đòi chư thần thánh khắp nơi tự về. Hội ý kiến lo bề cứu độ, tàn linh căn bể khổ trầm luân. Nhị vị quan thanh đế quân,
Thuần Dương Lữ Tổ đồng dân kế màu. Rằng hạ giới ma đầu can đảm, Thánh Lâm Phàm còn dám bắt ngay, dẫn vào dục hải giam đầy, nhiễm mùi uế trược mê sai độn đần. Nếu lão mẫu tinh thần xuống đó, rủi chẳng may gặp nó ra tay, ma đầu pháp thuật cao thay, chúng thần thiểu đức kém tài không nên. Thượng đế sắp dựng nên nền tảng, đại đạo hoàng khai sáng cơ huyền. Cấy nhờ các đấng thiên liêng, giờ linh giáng bút khai truyền phổ thông. Chúng thần nguyện hết lòng xúc tiến, nhập đàn cơ thực hiện ra kinh, khuyến người học đạo sửa mình, dặn lòng giữ vững đức tin lập trường. Đường tranh đạo bả bương tiên bước, vẹt trong gai tuôn nước quy hồi, chỉ còn hội chót đây thôi, chậm chân thất ức đọa ngồi diêm la. Bậc tri thức nghe qua kim hiểu, hàng nguyên căn tự liệu lấy thân, Long Huê đại hội kề gần, tin rằng các đặng nguyên nhân tự về. Nguồn hy vọng tràn trề lòng mẹ, đức diêu trì lộ vẻ hân hoan. Nhân danh lão mẫu kim bàn, ban cho nhị thánh 3000 hồng ân. Bái lão mẫu đằng vân thăng thoát, động lâm sơn ngũ nhạc ẩn mình. Giảng cớ kêu gọi tàn linh, hồi đầu hướng thiện kết tình thương yêu. Tiên tri trước những điều chưa tới, cuối nguồn ba thế giới bất hòa. Lòng tham nhân loại trổ ra, diễn trò xáo thịt nội gia liên hồi. Kẻ bạo ác chết trôi vô số, người hiền lương Phật độ an thân. Hỡi ai còn nhớ bổn căn, noi theo đuốc huệ tầm phân lối về. Riêng hoàng cực không hề tranh trí, lo chấn hưng đạo lý chân truyền. Dùng lời chánh thiện nhủ khuyên, giống chuông tỉnh ngộ điên miên chẳng ngừng. Dạy người giữ nhân luân đạo cả, trưởng phước duyên nghiệp quả đừng vai. Trao tâm sửa tánh hằng ngày, diệt lòng ham muốn khỏi đại đọa thân. Người phu túc lòng nhân rộng mở, trợ giúp người lầm lỡ khôn eo. Tùy cơ ứng biến lửa gieo, kẻ đau thí thuốc, kẻ nghèo thí cơm. Ai muốn đặng dành thơm vàng kỹ, tua xả thân tận tụy giúp đời. Thành tâm kính Phật thờ trời, tứ ân báo đáp vậy thời chẳng sao. Sống
đạm bạc tương ráo qua bữa, tạo phương châm thoát cửa luân hồi. Giấy oan cởi mở xong rồi, hành tròn tam lập cửu ngôi phục nguồn. Yêu lý đạo chữ nhân dài rõ, chư thánh tiên trước đó nhiễm trần, với cùng bốn ức nguyên nhân. Bây giờ tỉnh ngộ bước chân lên thuyền, theo hoàng cực tùy duyên hóa độ, tàn linh căn bể khổ luân trầm. Trải qua trót 40 năm, trăm phần chỉ độ được 50 phần. Đức hoàng cực trăm phần lo lắng, sự mạng đang gánh nặng quằn vai. Long hoa đại hội sắp khai, cố chèo thuyền rước khách rải hội quy. Đây nhắc lại một vị tiên nữ, cùng diêu trì an ngự thảnh thơi. Bàn đạo hội dự thời, phạm hồng dục giới đánh rơi kim bình. Nàng quỳ lại cầu xin đức mẹ, thứ tha cho con trẻ lỡ tay. Mẹ rằng luật chẳng vì ai, con đã phạm tội đầu thai cõi phàm. Thiếu phước đức đành cam kiếp đọa, con nhà nghèo vất vả gian truân. 70 sau tuổi mãn phần, không quên cửu vị tu thân trở về. Nếu ám muội si mê huyền cảnh, mối lục trần canh cánh đeo đai, khó mong phục đáo kim lai. Nhắc con mẹ gửi vào tai mấy lời, vị tiên nữ châu rơi là cha, bái mẫu hoàng từ giả bạn tiên. Héo mai hiu hắt ngoài hiên, sương rơi như lệ nàng tiên đọa trần. Nàng ron ren đến gần cửa ngõ, vào ngôi nhà nho nhỏ họ Dương. Cho bà mớ chuyện phi thường, thấy nàng tiên nữ sắc hương tuyệt vời. Nhìn bà thúc nên lời lịch sự, xin kết tình mẫu tử với bà. Giấc mơ sự thật diễn ra, thời gian báo hiệu bà đã có mang. Xuân hạ qua thu sang đông chí, đến ngày bà nở nhụy khai hoa. Được nàng con gái mặn mà, dung nhan kiều diễm hằng ngã xanh bì. Khi khôn lớn trọn nghỉ yêu thảo, tuổi trưởng thành gây dựng gia đình. Thủy chung trọn nghĩa bố kình, làm dâu đủ lễ đi trình về thưa. Chịu cực khổ sớm trưa tần tảo, cảnh gia bần mai cháo chịu rau.
giữ lòng trong sạch thanh cao, đền ơn trả nghiệp trước sau chu toàn. Chồng văn số bỏ nàng ở lại, với hai con thơ dại thảm thai. Truân chuyên cuộc sống dạng dày, mẹ con hẫm hút tháng ngày trôi qua. Đại đạo mở kỳ ba ân xá, nàng nhập môn công quả đắp bồi. Tu thân tâm tánh luyện dồi, mai duyên mãn hạn phản hồi cửu quê. Mừng tiên nữ trở về nguyên vẹn, nhờ dày công vung quen phước chân. Quỳnh tương lão mẫu ban ơn, sắc phong ngộ đạo chơn nhân an hòa. Phận sự giữ vườn hoa phía hữu, hưởng thanh nhàn vĩnh phú ngắm thi. Bỗng nghe đức mẹ diệu trì, khóc thương cửu nhị bờ mi lệ nhòa. Ngộ đạo tấu trình qua sự thể, Phật thánh tiên giáng thế rất đông. Vẫn du khắp cõi trần hồng, ra công thuyết hóa ngoài trong đủ đầy. Tàn linh bị tà vây khủng bố, các đấng đang giải khổ trừ mê. 90 sao ức an bề, rồi đây lần lượt để huệ bổn nguyên. Đức Phật mẫu tạm an tâm trí, hỏi chân nhân tỉ mỉ mọi bề. Thời gian con đến trần dương, sanh con mấy đứa phân tường gái trai. Vị ngộ đạo trình bày đầy đủ, trong khi con cư trú trần ai. Chỉ sanh hai đứa con trai, con về bỏ chúng nó rải mồ côi. Phật mẫu hỏi rồi con có bảo, khuyên nhủ cho chúng nó tu hành. Tìm phương lánh trượt tầm thanh, hay là để nó lợi danh sai vùi. Vị ngộ đạo bùi ngùi càng tỏ, đứa lớn thì đã có nhập môn. Tâm thành đại đạo sùng tôn, riêng phần đứa nhỏ bốn chôn theo đời. Phật mẫu bảo vậy thì con phải trở xuống khuyên nó hãy tu hành. Đàn em nói chí người anh, đừng mê vật chất giật giành nguy to. Vị ngộ đạo rầu lo chi xiết, tuy mẹ con cách biệt hướng phương. Con là nam tánh thuộc dương, mẹ là nữ giới lẽ thượng thuộc âm. Toán lui tới hầu chăm khuyên dỗ, dìu con thơ thoát khỏi trần hoàng. Nhưng rồi tận thoái lưỡng nan, con là nam tử đứng đàn cao minh. Mình tuy mẹ lý tình kém khuyết,
mong độ con sợ việc bất thành. Con đang suy nghĩ quẩn quanh, dịp mai đưa đến điềm lành hiện ra. Miền hạ giới con bà thiết lập, lễ cầu cơ thu thập diệu huyền. Trưởng nam đang chấp bút nghiêng, công tàu đến báo thỉnh liền chân nhân. Ngộ đạo vội lai huận giang bút, ngõ cùng con đôi chút nhủ khuyên. Thư nam gắn tạo phước duyên, bọn công lập đức hoàn khiên dứt lần. Trẹn bản tánh hiền nhân quân tử, bôi xóa đi hai chữ lợi danh. Đường tu nhẫn nại tiến hành, dù bao gian khổ nhọc nhằn hiểm nguy. Đừng nản chí quyết đi tới mức, đạt thành công thần thức chói ngời. Muốn thu án ngự cõi trời, nêu gương hậu thế khắp nơi tôn sùng. Hành nhân phẩm thuận tùng thiên lý, tránh những điều phung phí xa hoa. Học câu bác ái vị tha, bảo tồn thánh chất tam hòa luyện trao. Trước mẹ thọ xiết bao khổ hạnh, nay thông dong nhập thanh siêu phàm. Khuyên con của tạm chớ ham, việc lòng ích kỷ lo làm nghĩa nhân. Đọc thánh giáo lý chân tìm hiểu, mượn đuốc thần khai khiếu quang minh. Xả thân cầu đạo quên mình, luyện thành phương thuốc trường sinh cứu đời. Từ khi mẹ về nơi kim khuyết, cõi trần gian vĩnh biệt hai con. Mong tình mẫu tử buồn tròn, gián cơ cân nhắc bút son ghi lời. Hai con nếu nương nơi cửa đạo, tùng quy điều tam giáo kính tinh. Lánh vòng cương tỏa nhục vinh, tầm cơ siêu thoát tách mình bể mê. Giờ tạm biệt mẹ về ngự uyển, chúc hai con xúc tiến đạo tâm. Vũng bồi cội phúc cần chăm, vượt qua khỏi bể luân trầm thảnh thơi. Hai con sẽ vâng lời mẹ dạy, chữ thâm tình nhớ mãi không quên. Nói đường chánh đạo tiến lên, phục hồi quê cũ kề bên mẹ hiền. Chơn nhân thấy tạm yên tâm trí, chào hai con ngôi vị phản hồi. Thực thi sứ mạng xong rồi, về trình Phật mẫu khúc nối tận tường. Chơn nhân chạnh từ lương đổ lệ, thương người thân cõi thế sống chung. Còn đang ám muội vô cùng, bèn xin phép mẹ đặng dụng huyện vi. Quay trở xuống tức thì đổ họ, mẹ lặng thinh
lễ nhỏ tuôn trào. Chớn nhân biết lỗi lớn lao, vội vàng đổi ý trước sau phân trần. Lĩnh căn gốc kim bàn sản xuất, thành 90 sáu ức nguyên nhân, từ lâu đâm nhiễm mùi trần. Muốn diều chân tánh trở chân dễ dàng, đem ngọc lộ kim bàn xuống thế, hầu thu hồi bổn thể linh căn. Việc này chẳng có khó khăn, nghe qua Phật mẫu lòng hằng hân hoan. Hai môn báo kim bàn ngọc lộ, đức mẹ trao lữ tổ chân nhân. Dặn dò tự sự nguồn cơn, thế rồi nhị vị tạ ơn mẫu hoàng. Cấp lai giáng trần gian hợp lực, cùng với ngài hoàng cực chủ nhân. Trình bài lệnh mẹ thiệt hơn, giải nguy linh tánh trong cơn khốn nạn. Điều cần thiết truyền ban khắp chỗ, quyển kinh thơ ngọc lộ kim bàn. Thiên thơ chỉ dẫn rõ ràng, cần xem cho biết tầm đảng hội nguyên. Lữ tổ trở về miền thượng giới, vị chân nhân ở lại dưới trần, giúp ngài hoàng cực chủ nhân đưa ra diệu kế mười phần cao thâm. Chèo Bát Nhã vào năm biển nghiệp, sóng gió đang ráo riết phủ vây. Khắp trong khỏi tạm trần này, linh căn giờ giật ngất ngây sắp chìm. Cần gấp rút lo tìm biện pháp, dù phong ba bão táp chẳng nài. Sóng pha lướt trận đêm ngày, đem gươm huệ kiếm treo ngay mũi thuyền. Gặp yêu quái chém ngay tức khắc, tấp sông mê đánh bắt ma đầu. Phật tiên thần thanh ngõ hầu, ra oai tận dụng phép màu trợ ta. Cứu chinh sáo ức ra dục hải, rất dễ dàng nào phải nhọc công. Nghe qua hoàng cực mừng lòng, kế mưu sắp sẵn hiệp đồng thực thi. Hoa thuyền nhỏ thôi thì vô số, lướt ra khơi cứu độ linh căn. Trùng dương dậy sông dữ dằn, trải bao gian khổ nhọc nhằn truân chuyên. Vẫn du khắp bốn miền ba cõi, mượn án văn kêu gọi tạng linh. Mỗi người tự độ lấy mình, hữu vi nhất thông vô hình thoát mê. Tam nguồn hội Long Huê sắp mở, Phật thánh tiên lo sợ trễ chạy. Má đầu chương ngại búa vây, linh căn kẹt dưới sình lầy khó lên. Khổ dồn dập mãi quên tên tuổi,
nẻo mê đồ lầm lũi sông pha. Chủ nhân rạo mắt xem qua, thân hình nam nữ trẻ già ốm tông. Tam môn báo đựng trong vạn thiện, tàn linh căn đã liền hết rồi. Chủ nhân đau xót bồi hồi, đôi dòng huyết lệ cuộn trôi vô ngần. Bèn ra lệnh chư thần chớ trễ, bác bủ nang vớt đệ lên thuyền. Trướng buồm thẳng đến Tây Thiên, kêu mời khách tục lên thuyền hồi hương. Trời sắp tối tà dương dần khuất, muôn thú hùng chờ chực chụp vồ. Nhanh chân về cõi hư vô, bảo tồn thánh chất tam độ khỏi xa. Ngày tháng trống trôi qua thâm thoát, kiếp thừa sanh vào giạc đảo điên. Trải bao thương hải tàn điền, cõi nguồn xa hẳn ưu phiền thầm đa. Tàn linh cười phôi pha lấp lửng, chế ta chèo không vững khuôn thuyền. Ta cười chơn chanh lụy liên, thân phàm trận địa hồn thiên giật giờ. Muôn thoát khỏi lên bờ hư bị ngạn, hướng theo ta tránh nạn nguy vong. Trần gian sắp dậy cuồng phong, biển khô núi lở đầy đồng thấy phơi. Tàn linh tanh đang bơi dục hải, vẫn từ xa vọng lại tiếng cười. Tự nhiên cảm thấy hổ ngươi, nghĩ mình bị kẻ nhạo cười chê bai. Ngoái đầu lại coi ai cho biết, thấy một người trên chiếc thuyền rồng. Tóc râu phơ phơi trắng bông, tiên phong đạo cốt mắt trong sáng ngời. Xem diện mạo khác thời nhân thế, an ngự trên chiếc ghế nạm vàng. Vọng theo thuyền nhỏ hàng ngàn, đạo phu ra sức chèo thuyền chẳng ngơi. Linh căn vội mở lời gạn hỏi, từ đâu lòn lỏi đến đây. Chủ nhân đáp lại lời này, ta tùng trời đất nương mây tới trài. Tàn linh vội tỏ bài thắc mắc, ông thánh đừng bịa đặt điêu ngoa. Con người có mẹ có cha, có nguồn có cội có nhà an cư. Sao lại bảo ở từ trời đất, rẽ chân mây đến thật bâng quơ. Hải mạo cạn tỏ căn cơ, âm dương thiên thổ bao giờ gặp nhau. Chủ nhân đáp trời cao lòng lòng, là con đường hằng sống của ta. Bồng lai tiên cảnh bao la, một bầu thế giới âu ca thanh nhàn.
Còn địa ngục ngổn ngang đầy dẫy, nhốt các người ở đây lâu rồi, sống thân dồn dập khổ ôi. Thác thì quỷ sứ kéo lối phạt hành, tàn linh giận nảy sanh bực tức, lời khách phân hết sức mơ hồ. Nếu như trên cõi hư vô, mây che tuyết phủ nhấp nhô tràn đầy, làm sao thấy vẻ vời giống hệt chuyện hoang đường thiêu dệt ra đây, hoàn toàn vô lý thế này, cảnh không hình tướng trét trây đậm màu. Chủ nhân nói trời cao đau để khối băng xương ai dễ vẽ vời, bằng như mây vụ lấp trời, tuyết rơi đặt đất chẳng thời bận nhớ. Tàn linh nói bây giờ hỏi thiệt, khách vui lòng cho biết tận tường, nhàn lái du ngoạn bốn phương, hay là chuyên sống nghề thương bồng bền. Hãy tỏ thật chớ nên gian trá, họ tên chi con cháu của ai, nếu nhà buôn hải khai ngay, vốn lời mỗi chuyến cộng trại bao nhiêu. Trả lời đúng những lời thắc mắc, nhược bằng không ta ắt la lên. Trẻ già nam nữ bốn bên, đồng thanh tụ lại diễn lên bất hòa. Chủ nhân nói rằng ta vâng lệnh, Đức Chí Tôn chấn chỉnh chân truyền, nhủ khuyên cửu vị ức nguyên, khá tua để bước thuyền viên kịp thời. Đức Hoàng cực thấy đời tần mạc, thương các người giàu dạc bể sầu, lòng ma giả quỷ độc sâu, trầm luân địa ngục khó hầu tránh ưu. Mau tỉnh thức liệu lượng tự giác, ta giúp cho giải thoát kiếp đài, không tin sẽ vướng nạn tai, hồi tâm hướng thiện khỏe rài bản thân. Ta đâu phải người trần đánh tục, như các người thị dục vọng cầu, áo tù trượt uế vùi đầu, tiền tài ám nhãn thấy đâu chánh tà. Lời hoàng cực phận qua hữu lý, tàn linh căng suy nghĩ dây lâu, thấy lòng hồi hộp lo âu, dám xin quý khách đổi câu tố trần. Ông xưng bậc thánh nhân bác ấy, là cứu tinh rõ mái thiên cơ, chúng tôi địa ngục xác xơ, mang danh tội quỷ giật vỡ vì sao. Hoàng cực đáp lào lào tiên cảnh, đầy quang minh hình ảnh ban mai, công bình chánh trực linh oai, con đường chân lý hoàng khai diệu kỳ, không thâm nhiễm những gì đen tối, dùng huệ đăng soi lối phân minh.
thần tiên ngự trị lòng mình, thiên đàng mở ngõ rộng tình tự bi. Cõi trần trược chúng mi tội quỷ, màn nhớt nhơ hắc khí bùa văn, hôi tanh bẩn thiểu tục tằng, mãi gây tội lỗi kiếp căn dày đầy. Quên hiếu nghĩa như cây không cội, sống cuộc đời đen tối lầm than, trải thân mưa gió dầm chan, mong tìm hạnh phúc lỡ làng công phu. Hướng tham vọng mặc dầu lỗi đạo, toàn sắp bài mưu xảo ngược ngang, say mê huyền cảnh thế gian, quyền cao lộc cả bạc vàng tóm thâu. Cố chen lẫn qua cầu danh lợi, tranh cạnh nhau đi tới nội gia, quên tình thủ túc chung nhà, gieo niềm sầu khổ mẹ cha não lòng. Nam thì bước vào vòng tử sắc, nảy sinh ra đạo tặc gian phi, bên ngoài tỏ việc trí tri, trong lòng đê tiện giống thị tính ma. Nữ giới điểm nét hoa đẹp đẽ, tô phấn son phô vẻ thuyền quyên, xô nền đạo lý chính nghiêng, luân thường sụp đổ đạo điên nghiệp nhà. Cửa địa ngục mở ra tiếp rước, khách nguyên nhân lần lượt vào đầy, muôn thu vạn kỷ chôn thay, trong vòng lục đạo cuồng quái khổ hình. Khó thấy cảnh quang minh tinh khiết, cõi thiên đường siêu việt trường xuân, Phật tiên đang bậc chí linh, hoắc khai thần nhãn thế tình soi thông. Thấy linh tánh vương vòng cương tỏa, vì đỉnh chung vất vả lầm than, thân xanh tiêu tủy vỏ vàng, cuộc đời bị phủ lớp mạng thế lương. Đời mạt kiếp diễn trường náo nhiệt, các ngươi còn mãi miết đường tà, trên đầu hắc khí tủa ra, trong lòng chất chứa quỷ ma hằng hà. Gần tận sâu sắp xa diêm cảnh, chẳng lo tu đặng tránh vô thường, hãy mau tỉnh thức mộng trường, lên bờ bể ngạn tìm đường siêu sinh. Nghe thuyết giáo giật mình hối ngộ, tàn linh căn thổ lộ tâm tư, đê đầu ba bái lão sư, cầu xin diệu pháp tận trừ bi tâm. Đức hoàng cực chủ nhân vội vã, bảo linh căn bước cả lên bè, vứt đi đồ vật xua xe, chớ nên luyến tiếc e dè mạng nguy. Muốn chân tánh tách ly biển nghiệp, hãy đồng thanh chống chiếc bè duyên, ké vào bên giác an nhiên, đến ao thất bửu nước tiên trong lành. Hầu tắm rửa căn xanh sạch sẽ, gọi tinh thần mát mẻ
khỏe lòng. Gia tăng nghị lực vô song, nương từ thuyền vượt qua sông ngại hà. Khiến hoàn cảnh dân gia thơ mộng, núi ngũ hành trên đồng cửu liên. Uy linh rực rỡ diệu huyền, là nơi trời Phật thanh tiếng hội đàm. Đại thất bửu bao la cao rộng, hoàng cực ngồi trổ dòng thanh bay. Gọi tàn linh nhũ bảo ngay, các ngươi tỉnh ngộ toàn hoài hướng tu. Thì phải vẹt ngút mù đen tối, dứt ái ân tìm lối nhiệm màu. Để tâm thanh tịnh nguyện cầu, đức tin trụ vững mới hậu cao thâm. Khiến hoàn cảnh dần già thơ mộng, núi ngũ hành trên đồng cửu liên. Uy linh rực rỡ diệu huyền, là nơi trời Phật thanh tiếng hội đàm. Đại thất bửu bao la cao rộng, hoàng cực ngồi trổ dòng thanh bay. Gọi tàn linh nhũ bảo ngay, các ngươi tỉnh ngộ toàn hoài hướng tu. Thì phải vẹt ngút mù đen tối, dứt ái ân tìm lối nhiệm màu. Để tâm thanh tịnh nguyện cầu, đức tin trụ vững mới hậu cao thâm. Đạo ta bốn phương châm hiệu lực, tình động và lưu thuật hiện hành. Tạng linh nghe nói hỏi nhanh, thuật lưu động tình hiện hành là sao? Xin chư lão giải mau rành mạch, cho chúng tôi minh bạch tận tường. Để rồi chọn lấy con đường, hợp tình hợp cảnh lo phương tu trì. Chủ nhân nói vậy thì quý quá, mừng các ngươi nay đã định thần. Lắng nghe ta giảng giải phân, ngõ hầu tìm hiểu lý chân Phật điều. Thuật là phép trừ yêu trục quỷ, bệnh nhân đang lâm lụy hải kinh. Tà ma khuấy nhiễu lòng hình, thì đem phép thuật cao minh trị rài. Lưu quá khứ vị lai thấu triệt, đoán vận thời hung kiếp rủi mai. Thiên cơ nói trước chẳng sai, việc làm lương thiện ra tài giúp dân. Động có nghĩa xả thân cầu đạo, nói chân truyền tam giáo kính tin. Bồi công lập đức quên mình, sớm chiều chuông mỏ kệ kinh nâu sòng. Chung quy cõi non bồng phục đáo, thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi.
thiên đình dành sẵn vị ngôi, tùy theo công đức để rồi thưởng ban. Tịnh là tiên lên đường chánh đạo, lánh cuộc đời khổ hải phù hoa. Thân phàm khi gửi Phật gia, tồn tâm trụ tánh lánh xa bảo tàng. Chấm hai đủ 3.000 quả giác, lưu hậu lai chuẩn phát xuất ra. 800 hạt giống thiện hòa, đem gieo khắp cõi ta bà thế gian. Cảnh Tây Trúc sen vàng nở rộ, đức Như Lai Phật Tổ điểm danh. Những người đứng bậc trọn lành, chí công học đạo tuân hành luật thiên, được chiếu triệu về miền cực lạc, khỏi trầm luân vào giạc ái hà. Chẳng còn đọa xuống diêm la, thông dong tự toại nhàn cả muôn đời. Nghe hoàng cực phân lời càng lý, tàn linh căn nhất trí động lòng. Chúng tôi nguyện học tịnh công, dù bao thử thách vẫn không nại hà. Chủ nhân nói đạo ta sơ khởi, gìn tam quy ngũ giới tương đồng. Các người muốn học tịnh công, trước tiên phải dẹp trống không tâm phàm. Của bất nghĩa đừng dám vào bụng, xuất ngôn từ chớ dùng điêu hoa. Thế tình vạn sự phôi pha, Phật tâm thọ giáo thì ta ban truyền. Các ngươi rất mãi duyên hữu phước, đại đạo khai nhằm lúc đời cùng. Trần gian biên chuyển hải hùng, phong ba nổi dậy hành hung tơi bời. Các ngươi được ta thời diệu hộ, đưa lên thuyền phổ độ an nơi. Trì tâm bình tĩnh thành thơi, rèn thanh huệ kiếm dứt rời trái căng. Lòng nhất quyết tâm phăng nguồn cội, được chí tôn xá tội tiện khiên. Kỳ ba phản bốn hồi nguyên, trường sanh bất tử an nhiên cõi đời. Tàn linh nguyện vâng lời từ đây, rửa lòng thì sở cậy lão sư. Ngắt điều phá bụng chỉ ư, đau không chịu nổi bây chữ làm sao. Hoàng cực nói sở đau như thế, đạo cao thâm khó thể đạt thành. Tám quân chậm bước đã đành, trễ kỳ đại hội căng sanh đọa trầm. Tàn linh cuối mặt thầm suy nghĩ, bỗng có người lanh trí tỏ bài. Rằng ta muốn thoát kiếp đài, chịu đau một chút
tẩy trại bận nhớ. Nếu lần lửa qua cơ hội tốt, vì sợ đau hẹn mốt hẹn mai, chuỗi thời gian chẳng đợi ai, tuổi đời chồng chất kề rài tử vong. Chớn hồn bị cùm gông trăng trói, chịu cực hình thử hỏi đau không, chỉ bằng tu niệm cho xong phận tùng thiên lý cõi hồng lưu danh. Mọi người hiệp đồng thanh tương ứng, cầu lão sư phá chứng si mê. Chủ nhân đứng dậy chỉnh tề, bàn tay thiên sứ toàn bề thực thi. Lấy vật báo bằng thì cái bát, trong dáng hình giống tạc hoa sen. Cao nhiều khí độc thâm đen, bám trong bụng dạ tèm hèm chỉnh ghê. Chất độc chảy tràn trề xuống đất, dù có cây vạn vật muôn loài, thấm vào cũng sẽ chết ngay. Tàn linh nhìn thấy chao mà hít thở ra, bèn vội hỏi sao mà độc vậy. Chủ nhân rằng độc ấy lòng phàm, giáng hoa chưa chất hiểm nham, sát nhân đắc lợi dám làm chẳng tha. Tàn linh hỏi sao mà đen vậy, hoàng cực bèn phải quấy phân minh. Thánh nhân truyền giao sách kinh, rằng là hải biến hóa xanh lòng phàm. Tàn linh hỏi ai làm công quẹo, giờ lão sư phải kéo ra ngay. Chủ nhân vui vẻ giải bài, lòng người ta vãi do rải tham si. Tàn linh hỏi vật chi trong đó, hoàng cực rằng gồm có thất tình. Hiệp cùng lục dục nảy sinh, tham sân ái mộ bất bình gây nên. Xuống địa ngục mang tên ngạ quỷ, bởi sanh tiền ích kỷ hại nhân. Không kiên trời Phật thánh thần, lục căn nhiễm tục lục trần cuốn lôi. Nghe hoàng cực khúc nôi diện tả, khiến tàn linh sợ quá hỏi rằng: lòng người độc đến thế chăng, làm sao trừ tuyệt gốc căn thưa thầy? Hoàng cực nói ta đây có cách, dùng phép màu khử sạch từng người. Những điều cần thiết các ngươi, chịu đau một chút đoạt mười điểm thanh. Dứt lời vội thi hành trách nhiệm, ngài dùng cây huệ kim trừ tà. Lấy bồn nước mật ba la, rửa trong ngũ tạng kéo mà thẳng ngay. Sắp để lại đi lại chỗ cũ, đem treo ngoài động phủ huyền linh. Nhờ vận nhật nguyệt chiếu minh, xóa tan trược chất phát sanh bồ đề. Quấn thần phôi
hợp về nhất khí, cựu khiếu khai huệ trí minh thông. Tàn linh muôn đội ơn lòng, lại cầu sư lão ra công chỉ truyền. Chủ nhân nói cứ yên tâm trí, chớ thiết tha nài nỉ rộn ràng. Hãy đem túi vàng thiện nan với cùng tám món bảo toàn xuất trình, để ta được chứng minh báo vật còn vẹn nguyên, chẳng mất món nào. Sẽ truyền chân lý thanh cao, thiên tùng nhân nguyện đặng vào hội thi. Nếu như để mất đi món báo, thì khó mong đoạt đạo siêu sinh. Tàn linh nghe nói giật mình, đắc đầu le lưỡi lặng nhìn lẫn nhau. Hoàng cực bảo khá mau bày tỏ, bảo vật xưa còn có nhớ chăng? Tàn linh đồng khóc thưa rằng, khi rơi dục hải lỡ quăng hết rồi, sông biển nghiệp cuốn trôi mất cả. Giờ ăn năn tội quá vô minh, chúng tôi khẩn hoảng van xin. Lão sư mở lượng nhiều xin một lần, truyền đạo pháp hồng ân bô hóa. Chúng tôi nguyện giữ dạ trao tương, trao dồi thanh chất thiện lương. Nâu sòng đảm bạc lập trường tu chân, hầu đáp tạ công ơn sư lão. Đoái thương tình phổ giáo chúng tôi. Chủ nhân bèn nói được rồi, các ngươi tự giác phục hồi thiện căn. Tam món báo lỡ quăng dục hải, ta vớt rồi để lại từ thuyền. Các ngươi bỏ thói tà gian, thì ta cho lại cả toàn trọn vẹn. Phải tuân nghiêm tinh minh đại đạo, bát bửu nan của báo cao thâm. Đừng làm mất nửa đọa trầm, tàn linh nguyện sẽ quyết tâm giữ tròn. Nghe hoàng cực nói còn ngon báo, tàn linh căng lòng rất vui mừng. Những mong đạo đức thấm nhuần, chúng tôi gắn tập tánh thuần tâm lương. Chủ nhân nói con đường thập ác, trước các ngươi lầm lạc đi vào. Thất tình bùa sống ba đào, nghiệp oan lục dục xô nhào biển mê. Mất báo vật chẳng hề hay biết, nay hồi đầu cương quyết tu hành. Xóa tan bả lợi mồi danh, chớ nên chen lấn cạnh tranh lộc quyền. Nền âm chất cần chuyên bồi đắp, học đạo lần từ thấp lên cao. Nói đường chánh giáo bước mau, trong gai cố vẹt chớ sao lãng lòng.
Tàn linh nói nhờ ông sư lão trừ dùm điều bất hảo mỹ tà. Chủ nhân đứng dậy đi ra, cầm cây huệ kiếm che mà nhãn quang. Ánh sắc dục hoàn toàn chẳng thấy, nét thanh trong từ đây lộ hình. Huệ tâm phản chiếu huỳnh đình, tận dụng bí pháp oai linh tức thì. Từ khẩu thiệt thị phi rủa chửi, cắt bớt phần chót lưỡi tà đi. Đem ngâm ao nước hoa trì, để mà yểm trợ trong khi bắt cầu. Sáng bồng đảo ngõ hầu hai thuốc, nấu linh đơn tạo cuộc sanh tồn. Định thần lòng khỏi bồn chôn, lỗ tai nhét lại dưỡng hồn an nhiên. Trở hơi thở qua miệng nam thiệm, lỗ mũi không còn nhiễm mùi trần. Cộng thêm thân ý tay chân, thải điều lần lượt sửa dần thẳng ngay. Đem huệ kim hằng ngày tự vệ, nếu gặp ma vừa thế chém liền. Người tu chung chẳng để yên, trở nên tư vị chuốc phiền vào thân. Đức Hoàng cực ân cần khuyến dạy, lắng nghe ta giảng dạy chân truyền. Nếu như muốn học tu tiên, luật điều đại học lược biến thế này. Thứ nhất đến trước thầy cầu nguyện, trụ niềm tin trao luyện tánh tâm. Thứ nhì tránh sự sai lầm, thứ ba gắn chỉ sưu tầm cơ thiên. Thứ tư phải kiên thiện mộ đạo, gìn quy điều chánh giáo quy nghiêm. Bảo tồn bản chất thánh liêm, hoát khai cửu khiếu trước thềm tam quan. Thứ năm luyện chu toàn văn võ, có đại hùng phải có đại bi. Thu gom lượng hóa bất di, nấu đơn chế thuốc luyện thị trường sanh. Thứ sáu nhập định hành đúng chỗ, pháp chuyển luân long hổ quy xa. Đoạt cơ màu nhiệm xấu xa, quán thâu thiên địa hiệp hòa cạn khôn. Thứ bảy luyện dưỡng hồn phê phách. Thứ tám khơi nguồn mạch hồng duyên. Đúng giờ thập nhị khai thiên, âm dương kết tụ đơn điện thoát mê. Thứ chín luyện tam huê tụ đảnh, phương thứ mười nhập cảnh hư vô. Diệt sống tư tưởng mơ hồ, lọc lừa thanh chất thu vô đủ đầy. Xe chứng quả nướng mây cởi hạt, về Tây Phương giải thoát trần duyên. Không còn sầu khổ ưu phiền, ngự ngôi cửu phẩm Phật tiên toại lòng. Nghe thích chi thải đồng tất cả, tàn linh căn vội vã cùng quỳ.
Cầu xin sư lão từ bi, giảng điều thể nguyện rõ thì bạch minh. Chủ nhân nói niềm tin danh dự, khởi đầu tiên bất cứ chuyện gì. Dùng lời thể nguyện khắc ghi, rằng mình chẳng dám lỗi nghĩ đổi thay. Ngoài nhân thế lòng hai và một, phải dùng phương cùng tột diệu huyền. Thu hồi y mã tâm viên, mượn câu minh thể dẹp yên tâm trần. Mới ngộ đạo ân cần sốt sắng, sao thời gian lòng chẳng giữ bền. Chân truyền giáo lý đã quên, vô chung hữu thủy chẳng nên việc gì. Trong khi thọ giới thì khẩu khuyết, buổi ban sơ chỉ quyết tuân theo. Nhưng rồi chỉ một đôi năm, gặp cơn khảo đạo khổ tâm nản lòng. Thầy chẳng tưởng đạo không còn giữ, quay bước theo thế sự nhân tình. Làm điều bất chánh vô minh, giết người cướp của chẳng gìn nghĩa nhân. Sai tu khi dẫm chân tội lỗi, đắm sắc tài lặn lội sống mê. Tạo nên nghiệp quá nặng nề, xa vào địa ngục khó bề thoát ra. Bởi cơ ấy mà nhà Phật dạy, buộc người tu cần phải thể nguyện, mới là được thọ pháp truyền, giữ câu hồng thể nhẫn kiên tu hành. Phật tiên trước gương lành tạc để, khắp năm châu bốn bể tôn thờ. Gầm ra các đấng cũng nhờ, trọng lời thể nguyện sang bờ vĩnh sanh. Di Đà Phật lo nhanh xúc tiến, giúp tàn linh phát nguyện tu hành. Đức Ngài Hoàng Cực Chủ Nhân tiếp phần thuyết giáo lý chơn tam kỳ. Điều thứ nhất là quy y Phật, phát nguyện không vướng tật tà gian, tồn tâm trụ tánh hoàn toàn, từ bi rộng mở nói đường từ bi. Thứ nhì gọi là quy y Pháp, luyện hậu thiên phù hợp tiên thiên. Tứ thời nhập định tham thiền, đoạt cơ màu nhiệm, đoạt quyền cao siêu. Thứ ba, học luật điều hằng bữa, quy y tăng, trao sửa tánh tình. Xứng danh môn đệ sư minh, việc làm giữ việc công bình chánh chơn. Tinh thần khi nguyện huân tam bửu, chỉ thành cao hấp thụ ý thân. Dồi mài nguồn chất rạng ngần, nhãn quang soi thấu giả chân chánh tà. Ngũ giới cấm Phật đã truyền dạy, thứ nhất điều khuyên phải hiền ngoan. Nhân là chẳng giết hồn ngoan, tùng câu thiên lý bảo tồn hóa sanh. Thứ nhì bậc tu hành luyện tập, diệt tâm phàm trộm cắp gian manh. Nghĩa là giữ phận cao thanh,
đừng tham của thế, chớ tranh sự đời. Thứ ba ráng rèn thời hành đức, lòng chánh chơn nhất mực không dời. Lễ là kính Phật thờ trời, tà dâm xa lánh ở đời thi ân. Thứ tư học đạo cần suy nghiệm, muốn tầm tiên chớ nhiễm mùi trần. Trí là dưỡng tánh tu thân, đừng mê rượu thịt hao thần tổn tinh. Thứ năm luật nghiêm minh phải giữ, đắc chân truyền phụng sự vạn linh. Tính là lời hứa trọn gìn, xảo ngôn chừa bỏ khỏi sanh mất lòng. Kiểm điểm xét ngoài trong thật kỹ, kiểm công bình chẳng vì ý riêng. Nếu còn một chút xéo xiên, mượn oai linh Phật tự nhiên diệt trừ. Chớ dễ dãi chỉ ư phạm lỗi, hại căn sanh lắm nỗi trung chuyên. Uổng công tạo tác phước duyên, sơ tâm giây phút hoàn khiên vương vào. Người học đạo muốn mau tân hóa, dẹp tình riêng quên cả thân sanh. Tâm điện gieo những giống lành, mới mong diễn kiến cảnh thanh ngọc đình. Thọ ngũ giới răng mình lập hạnh, tùng tam quy khiêu ánh huệ đăng. Lánh vòng cương tòa trói trăng, trần nhơ cởi bỏ phi thăng thiên đường. Nghe thuyết giáo trí dường mở ngõ, tàn linh căn nguyện thọ lý chân. Trọn đời lo chưởng phước duyên, dù thân khổ não đòi cơn chẳng sờn. Hoàng cực bảo chơn nhân ngộ đạo, vào lấy dùm tam bảo trong thuyền. Với cùng túi vàng thiện nan, đem ra trao lại cho toàn linh căn. Tàn linh tánh mừng lòng hơn hở, mừng báo xưa đã trở về tay. Là điều hữu hạnh lắm thay, của ai nấy nhận đeo ngay vào mình. Đồng bái tạ sư minh hoàng cực, cùng chân nhân bùa đức từ bi. Chân nhân bảo dẹp chuyện đi, bình tâm tỉnh trí nghe thì lời đây. Thời trước ít được thầy truyền giáo, ai được truyền đắc đạo dễ dàng. Vì người xưa hành đoan trang, bước vào tu niệm hoàn toàn đắc ngay. Người hiện tại đời nay gian xảo, thọ giáo rồi phải khảo thử lòng. Các người có sợ khảo không, tàn linh nhất trí hiệp đồng nói nhanh. Muốn học đạo cam đành chịu đựng, thử thách nhiều trụ vững niềm tin. Để rồi tự lập chí mình, khổ lao nhẫn nại luyện hình kim thân.
Nhờ sư lão dạy phần chánh lý, chỉ chúng tôi lập chí kiên trì. Chủ nhân bèn nói vậy thì các ngươi quay hướng đông quỳ nghe ta. Giảng yêu lý đặng mà tìm hiểu, tàn linh căn riêu riêu ra quỳ. Cúi đầu và chấp hai tay, như măng gặp tuyết xuân đại mọc đầy. Hoàng cực diễn ra đây khẩu khuyết, đạo vô vi bất diệt siêu hình. Chẳng dùng sắc tướng âm thanh, dùng người chân thật sách kinh sưu tầm. Thành tiếng Phật do tâm tỏ ngộ, lòng tin anh như bộ bạch y. Thiên liên các đấng hộ trì, chở che hội chót khỏi thị phong ba. Đức Hoàng cực đúng là thanh triết, lời thuyết minh bất tuyệt thao thao. Có cây hơn hở phô màu, trời trong đất sáng vượng đạo tỏa hương. Tàn linh căng lòng dương hoa nở, thịt xương đều cứng tờ như đồng. Dồi dào sức lực vô song, chủ nhân tiếp giảng giải trong sơ đồ. Nguồn dương tụ hư vô tổ khí, cõi thiên tiên thuần túy diệu huyền. Biến sanh âm khí hậu thiên, từ thời vô thủy khai nguyên lập đời. Phật tiên thanh nắm lời khuyến dạy, loài người nay phá mái cạn khôn. Phạm oai lệnh đấng chí tôn, luật điều chẳng vì linh hồn đọa siêu. Sanh chẳng biết do đâu hồn có, tử vong rồi hồn nó đi đâu. Không ai kiếm hiểu cơ màu, tâm mê trí muội cố thâu lọc tài. Sống chẳng hiểu vị lai quá khứ, chết rồi hồn đạo xứ âm tàu. Bị giam vào ngục kiếm đau, phanh gan mổ ruột xiết bao khổ hình. Đức Phật mẫu thương tình con dạy, xin chí tôn hạ hại thứ tha. Khai cơ phổ độ kỳ ba, trung chuông đánh thức nam kha tình trần. Chính sao ức nguyên nhân đọa lạc, biết ăn năn muốn thoát sầu bi. Sẽ ban cho bộ bạch y, diệt lòng ích kỷ tách ly tâm phàm. Mỗi người phải lo làm nhiệm vụ, khối âm công bọn đủ 3.000. 800 quả giác ươm vàng, hái xong để chứa kho tàng thiện duyên. Nguồn thần vượt khỏi miệng nhớ trượt, có thiên thơ tiếp trước quy hồi. Xét xem công quả đủ rồi, hồng ân ban thưởng vị ngôi tiền hiền. Đạo tùng luật
thiên nhiên vận chuyển, thế pháp dùng dĩ huyền độ chân. Cầu mong cửu nhị nguyên nhân, phế đời hành đạo đáp ơn cao dài. Chủ nhân giảng giải bài nguồn cội, tàn linh căn tỏ nổi mừng lòng. Chúng tôi may gặp lão ông, đưa đường dẫn lối lưới hồng thoát ra. Thương cha mẹ ông bà cô bác, còn trầm luân đọa lạc diêm dương. Chúng tôi luôn nhận tư lương, cầu xin sư lão chỉ phương độ hồn. Hoàng cực nói chỉ tôn ban lệnh, ai gìn lòng hiếu kính chẳng hoa, xả thân hành đạo đến già. Mẹ cha quyến thuộc ông bà đặng siêu, kẻ còn sống hổ diệu vào đạo, dắt minh tâm thông thạo chân truyền. Những người thác xuống cửu tuyền, có ngài địa tạng đủ quyền độ thắng. Các người chớ băn khoăn lo nghĩ, gắng bồi công lập vị cho mình. Ngày kia về cõi hư linh, dự long huê hội thân tình gặp nhau. Tàn linh tánh xiết bao mừng rỡ, nguyện ân thâm muôn thuở khắc ghi. Chủ nhân từ giả ra đi, lên thuyền sứ mệnh thực thi bổn hành. Linh căn nhớ đành rành lời lẽ, đức chủ nhân cặn kẽ giải bài. Gọi mình sạch bợn trần ngay, tứ thời lễ bái hăng sai tham thiền. Rèn đức tánh cần chuyên sớm tối, chỉ thành cao bụ bối trong lòng. Biểu dương nhân nghĩa đại đồng, thương yêu mạch cảm yêu lòng vị tha. Pháp màu nhiệm luyện ba ngôi tháp, nhất là kim bửu tháp trên cao. Hào quang lấp lánh như sao, mùi hương phượng phất ngạt ngào chung quanh. Nhị ngân tháp liên xanh trần giữa, ánh hào quang chiếu tựa pha lê. Người phàm trông thấy sai mê, thánh thần diễn kiến khỏi chê điểm nào. Tam thổ tháp thô màu hắc ám, trượt uế sông hôi ám lạ lùng. Đứng gần khó chịu vô cùng, nguyên căn chẳng thích quy tùng vào đây. Rộng rêu bám chen đầy cây cỏ, ẩm thấp và chẳng có chỗ ngồi. Tàn linh hội ý nhau rồi, lên kim ngân tháp tự bồi tịnh công. Dù nam nữ vẫn không phân biệt, trẻ cùng già rao riết dồi mài. Tháp cao thân lại trơn thai, đôi phen tuột xuống trèo hoài trở lên. Già kiên chi
trẻ bên nhẫn nại, phần ít còn tồn tại đấy thôi. Trên kim ngân tháp cao ngôi, thông dòng sớm tối tại bồi thiên duyên. Đa số kẻ không kiên nhẫn chí, pháp nhiệm màu chẳng ý sưu tầm. Chạy ngại mệt mỏi nản tâm, buồn rơi xuống thổ xác nằm khỏe thân. Trước chẳng đắp nền nhân vững chắc, nay thằng mây chèo ác gặp gền. Bên lòng mọi sự đều nên, minh tâm kiến tánh vượt lên mấy hồi. Hai ba bữa trước ngồi chật nức, mỗi người đều tích cực tham thiền. Trên kim ngân tháp bình yên, tinh thần trụ vững có thêm vén rèm. Tập đôi mắt không xem thế sự, miệng đọc kinh vô tự chẳng ngừng. Ẩn mình trong đồng trung xuân, luyện kim thân đắc cửu trùng hiện ra. Cội phúc trổ đầy hoa tinh ngưỡng, linh căn tư tưởng trưởng tinh anh. Lý chân thâu đáo ngọn ngành, trời trong đất sáng mây lành bùa văn. Ngọc cửu khúc luyện bằng hoa vỏ, sắc nhuận hồng mở ngõ quang minh. Biết nơi trong dùng điểm linh, xuất hồn khỏi xác đặng nhìn trời cao. Ngâm vũ trụ dồi dào sanh khí, khám phá cơ huyền bí xem sao. Lưỡi tà thầy cắt năm nào, đã đem ngâm nước trong ao hoa trì. Nay mình thử thực thi thí nghiệm, bắt nhịp cầu giáo niệm đại đồng. Tầm ra hai chữ sắc không, chuyển nguồn thanh thủy vào trong ao trì. Cầu vững chắc để đi bằng phẳng, linh căn mừng việc đặng thành công. Quyết khiêu tòa anh đuốc hồng, dẫn đoàn hậu tấn tách vòng tử sanh. Cam lồ nước tình anh dịu mát, trút xuống từng dòng tháp lưu trường. Chuyển ra tư cửa đại dương, ba nhà sư hiệp nhiều đường căn nguyên. Xưa thầy dùng phép tiên thi thố, đem đức tin trấn chỗ huỳnh đình. Hào quang tỏa sang chiếu minh, trở người tu đoạt huyền linh thập phần. Phần hoa dưỡng não cân đầy đủ, vỏ hỏa hồng lục phủ ẩn nương. Giúp cho ngũ tạng tráng cường, ngõ hầu tiến bước trên đường siêu nhân. Lập chi cả tránh phần tranh chấp, tàn linh căn thâu thập nhiệm màu. Lòng ngân hộ tu phát thâu, biển lòng yên lặng minh châu hiện tiền. Thuốc ba phẩm cần chuyên luyện chính, xá lợi thành đắc lĩnh thiên thơ.
bản vàng phương bao sẵn chờ, tiếp nghìn chân tánh sang bờ tiên ban. Kính ngọc lộ kim bàn hai quyển, đưa xuống trần phổ biến ít người. Đạo khai tạ khởi gấp mười, đường tu nản chí dễ người khó thành. Người chọn hướng cao thanh cần nhất, gắn lập công bồi đức cho nhiều. Cầu xin đoạt pháp cao siêu, oan gia nghiệp chướng trừ tiêu an bề. Ngừng thuyết pháp rừng về ma nhỏ, nhướng mắt ra thấy rõ thiên đình. Ngọc hoàng khêu đuốc chí linh, soi đường cửu nhị đang trình hội quê. Nhân ma nhỏ ủ ế lo ngại, ngồi băn khoăn đứng lại chẳng ngang. Thần phi phách tán bàng hoàng, sợ mình bại thất ngổn ngang mối sầu. Liền đi thỉnh ma đầu tự kế, xin dời nơi khác để ẩn thân. Đại ma dạy hỏa si sân, kề tai giải bảo mưu thần gian hoa. Như vậy nè, khát toán ghi nhớ, chuyện ngàn năm một thuở đấy thôi. Tiểu ma cười nói liền hồi, đại vương đa kế chúng tôi phục tài. Trước ma lớn cày tài ma nhỏ, kỳ hợp đồng tránh ngọ thế cô. Tiểu ma sắp nhập trận đồ, cầu xin ma lớn mưu mô chỉ bài. Sửa ma nhỏ kế hay nói lớn, giúp đại ma thẳng trớn xuống đường. Bây giờ ma nhỏ nàng đường, cậy nhờ ma lớn toàn phương nói thầm. Tiểu ma lạnh kế thăm bương bả, dạo khắp nơi quấy phá tạng linh. Rất nhiều chướng ngại bực mình, dập dồn thảm não kiếp sinh tơi bời. Biên luận đạo gấm thời quá dễ, mỗi quan khiên giải thể khó thay. Nhắc người học đạo đừng sai, con đường chánh thiện nhắm ngay tiến hành. Đồng môn chớ sự sanh tranh chấp, hiệp nhất tâm sát thập tam ma. Đừng nên vì nể dung tha, thất tình lục dục rất là hiểm nguy. Cửu nhị ức từ khi ngộ đạo, chỉ sưu tầm thánh giáo tượng tri. Tu dình ngũ giới tam quy, mùi trần chẳng nhiễm thực thi tâm hòa. Vì nghiệp chướng oan gia lưu ký, gẫm từ thời nguyên thủy đến nay. Sát sanh hại vật luôn tay, nào là lúa mượn bạc vai ngập đầu. Chẳng chịu trả cố thấu lời lọc, đầy túi tham ai khóc mặt ai. Vô tâm nợ thế vài hoài, khắc khe tôi tớ trổ tài hiểm nham.
lòng ích kỷ, tham lam vô tận, chẳng thương người kề cận bần hàn. Ăn to xài lớn phí hoang, thất thời phá quay sớm lạng suy vi. Nhập đạo tặc lương tri đánh mất, hại người hiền giờ giật kiếp sinh. Phi nhân trục lợi riêng mình, gieo bao tan tóc bất bình thế gian. Không một thứ hằng ngăn tội lỗi, quên hẳn rồi nguồn cội bồng khuynh. Liệm hồn trong giấc mộng huỳnh, như người mù quáng hành trình giữa đêm. Nào chửi rủa gây thêm ác khẩu, hoàn trái kia kết cấu nghiệp này. Nỡ nần tiện kiếp giờ đây, tàn linh tỉnh thức trở xoay bước đường. Toàn hứng giọt nhành dương gội rửa, sạch thân tâm vào cửa từ bi. Phát lợi thể nguyện quy y, thiên liên các đấng chứng tri lòng thành. Sớ cầu đạo ghi danh rành rẽ, vì công tạo mau lẹ tấu trình. Chí tôn kiểm xét bạch minh, truyền sai thiên sứ diêm đình đáo lai. Đem sắc chỉ trao ngay địa tạng, và thập phương trưởng quản ngâm ti. Khá xem huấn định hành đi, người nào thọ giáo tam kỳ bôi tên. Vì họ quyết tìm lên thượng giới, không bao giờ trở lại Diêm La. Thập phương địa tạng nghe qua, tuân hành huấn lệnh rất là nghiêm minh. Đòi các đẳng chân linh trai chủ, tùa khả mau quy tụ môn quan. Giữ gìn trật tự nghiêm trang, nữ nam phân biệt sắp hàng hai bên. Luật nhân quả ân đền nợ trả, thông báo cho tất cả ma hoang. Lắng nghe tôn lệnh Ngọc Hoàng, chỉ truyền âm cảnh bôi toàn họ tên. Những người tiên bước lên chánh giác, tầm cơ màu giải thoát chân thần. Họ còn dinh liếu nợ nần, các ngươi lên cõi dương trần đòi đi. Ma hoang luôn sầu bi than thở, người cố tình trốn nợ oan gia. Đi tu có đức Di Đà, Như Lai Phật Tổ hộ mà bản thân. Làm sao dám đến gần đòi nợ, biết nhờ ai hỗ trợ hành trình. Cho tinh thần khỏi hải kinh, vì sợ các đấng vô hình oai linh. Cầu giáo chủ u minh hạ hải, cầu thập phương lẽ phải chỉ truyền. Cách nào đòi đặng tiền khiên, cho tâm hồn bớt hận phiền phôi pha. Thâm ân quý vương gia trọng đại, chúng tôi nguyện mãi mãi ghi tâm. Thập vương giáo chủ trầm ngâm, phán rằng định luật cung âm công bình.
Dù quyến thuộc thâm tình mật thiết, không thể nào giúp việc tư riêng. Việc này quan hệ lụy liên, cướp tài phá đạo luật thiên bất tùng. Đôi bên phải đồng chung lãnh tội, tự các ngươi tầm lối mà đi. Lên miệng thế tục trần si, khảo đòi lôi họ rớt thì trả cho. Nếu họ thắng lần dò nèo chánh, đắc siêu phàm nhập cảnh bồng lai. Các ngươi trở xuống diêm đài, thập vương cấp giấy đầu thai trần hoàng. Không được phép kêu than khiếu nại, tại các ngươi thua bại thì thôi. Ma hoang nghe lệnh hỡi ôi, bái chào thập chúa bồi hồi ra đi. Lòng luôn những sầu bi ao não, vì kẻ thù thọ giáo tiên gia. Cõi trần vạn sự lánh xa, vẫn còn có đức Di Đà hộ thân. Nên không dám đến gần đòi nợ, ma nghiệp oan than thở đêm ngày. Tình cờ đem đến dịp mai, gặp đàn ma nhỏ tai sai ma đầu. Hiệp đồng bọn ngõ hầu quay phá, chịu ẩn vào lòng già linh căng. Diễn lên nắm chuyện lố lăng, khiến lời lỗ mãn cọc cằn thốt ra. Phạm luật đạo thì là bị rớt, ai muốn cho nhẹ bớt tiền khiên. Sớm khuya lập chí nhân hiền, ăn chay nói thật nhẫn kiên tu hành. Lòng tự ai phóng sanh loài vật, ấn tống nhiều kinh Phật phổ truyền. Giúp đời thâu đáo căn nguyên, tầm cơ giải thoát khỏi miệng trầm luân. Hoặc thấy kẻ nằm than đói lạnh, chạnh lòng nhân tặng mạnh tàn y. Trở người lâm cảnh khôn nguy, chia cơm sẻ áo đỡ khi ngặt nghèo. Đem giống thiện rải gieo cùng khắp, việc nghĩa nhân tới tập thi hành. Quyết không trục lợi cầu danh, hạ mình độ thế chẳng đành hạnh kêu. Lo lập đức trừ tiêu nghiệp chướng, kẻ muội mê ít dưỡng phước lành. Tham muội vật chất dực dành, làm điều tà vại sự sanh lỗi lầm. Tạo những chuyện hoái oan bất nghĩa, vô tình xem thiên đạo như không. Gặp cơn thử thách não nồng, lôi đình nổi dậy trở lòng hung hoang. Xong sự lại mưu toan phản đạo, phạm tà dâm gian xảo trổ tài. Chẳng còn giữ giới tứ trai, say mê thực dục miệt mài sát sanh. Đường địa ngục chân tranh chen lấn, cửa A Tỳ thọ nhận cực hình. Chủ nhân thương xót tàn linh, tâm thần ngơ ngẩn trí minh bàng hoàng.
vội thỉnh vị Đinh Quang hiệp sức, dùng kim tiên trợ lực thành công, mượn thâu pháp báo vô song là cây bửu trữ của ông Di Đà. Xác ngũ tướng xông pha thừa kế, vị chủ nhân hoài về hiên ngang, tạo trừ bẻ lũ ma hoang, trấn ma tróc đạo dẹp màn đêm đen. Đức Hoàng cực một phen giải cứu, chúng tàn linh tề tự đồng thề, vào chùa đại đạo quy y, vùng bồi cõi phúc xá gì khó khăn. Nở quá nghiệp linh căn tạo lấy, đã trải qua trót mấy mươi năm, xuất ngôn hành động lỗi lầm, kể ra hận oán thù thâm chất chồng. Nay tỉnh ngộ bồi công lập đức, xả thân làm hết sức nhọc nhằn, chí công tạo tác phước lành, thương người mến vật phóng sanh rất nhiều. Những nghiệp chướng chưa thôi dứt hẳn, còn đeo mang dai dẳng khảo đời. Chủ nhân dạy bảo rẻ rành, người tu thoát khổ hạnh soi để đời. Tạc liền mạnh gương thời quý báo, trụ niềm tin cơ khảo giảm ngay. Ai còn giọng ngữ làm sai, mà quân quấy nhiễu phá hoại chẳng thôi. Nói về đám yếu lỗi ma nhỏ, bị chân nhân trận ngọ bế môn, đánh cho một trận kinh hồn, rã tan hàng ngũ tẩu bôn diễn trình. Tìm tan đổm sự tình tâu rồi, cuộc biến thiên quá đổi bất ngờ. Ma đầu nghe bao ngẩn ngơ, dậm chân bộ tráng kiếm cơ mị tà. Dai mặt hương lòng hoa thế giới, chửi bân quơ chẳng gợi danh ai. Chửi luôn suốt cả mấy ngày, cho lòng bớt tức mới bài kế sâu. Lũ bộ hạ trực chầu túc trực, tán đổm đêm pháp thuật tinh thông. Hai tuần truyện dài cố công, mà quân biến hóa vô song thảo nhuần. Cụ tan đớm vui mừng tràn ngập, Đà La Sơn thiết lập một tòa. Lâu đài chân chở nguy nga, thường xuyên mỗi sáng tụ ra đông đầy. Hội ý kiến nơi đây bàn tán, bại trận to chẳng nạn trí bền. Ma đầu chiếm trễ ngồi trên, mà quân bài bám hai bên trực chầu. Giữa núi có hang sâu lớn rộng, ẩn nơi trong nhiều giống tinh ma. Hồ ly chuột ếch mãng xà, tu lâu biết biến hóa ra hình người. Dạo ngắm cảnh xinh tươi bụi sớm, chuột thấy cụ tán đượm trong tòa. Thế là cả bọn tinh ma, tưởng thiên thần giáng bốn ba bước vào. Quỳ thủ lễ bái chào ra mắt,
xin đại vương phẩm sắc ban cho. Chúng tôi nguyện sẽ chăm lo, phụng hành trách nhiệm cam go tránh phiền. Tan đồn nghĩ mãi duyên hữu phúc, chấp cánh vi trong lúc tôi cần. Thêm nhiều bộ hạ tay chân thì là sẽ đạt thắng phần về ta. Tan đồn nói với ma tinh quái, muốn theo ta thì phải tỏ bài. Long Huê trưởng giáo là ai, tường trình ta sẽ ban rải phước cho. Tình quay nói chủ nhân hoàng cực, cùng chân nhân hiệp lực gia tăng. Diệu đường cửu nhị nguyên căn, mở lòng hoa hội nguyện thăng thiên đình. Cụ Tang Đổm giật mình linh quýnh, hỏi người đời thượng kính thở ai. Nhóm ma tinh quái trình bày, địa phương mỗi chỗ thở rài khác nhau. Sự tín ngưỡng đồng bào riêng ý, nơi thì thờ kính vị hắc thần, chỗ thì thở vị long thần, nơi thì trọng kính trọn phần võ vương. Thờ quan thanh biểu dương trung tính, người học nho sướng vịnh phú thi. Văn tuyên khổng thánh tôn thờ, những người làm ruộng kính thờ thần nông. Người công nghiệp thờ ông nghiệp tổ, thương mãi thờ đúng chỗ thần tài. Riêng nền đại đạo hoằng khai, thờ bà kim mẫu cao đài tá danh. Thờ thượng đế tam thanh loa anh, thờ bát tiên thánh thất Thích Ca. Tổ sư thái thượng Phật bà, phải đâu một thứ kể ra hàng ngàn. Cụ Tán Đổm cười vang ngất ngưỡng, nếu các người biến tướng giỏi tài. Nhìn theo thần tượng bổn lai, giả hình giống tạc ta rài thưởng ban. Nhóm ma nhỏ với đàn tình quái, đồng bước ra lễ bái phân tài. Chúng tôi sẽ biến vô vàng, ma đầu bảo hãy diễn tuồng biến ngay. Đưa biến Phật Như Lai lão tử, đưa giả hình tổ lữ tinh vi. Đứa làm kim mẫu diệu trì, muôn nghìn tiên Phật hoài nghi niết bàn. Hóa luồng điện hào quang chiếu sáng, tọa khí dương bảo quản thanh tâm. Giả hình các đấng siêu nhân, không sai một nét khó phân chánh tà. Kẻ quỷ quái tuôn ra ảo ạt, phép tinh ma tạo tác tai ương. Long Huê giả lập hội trường, đưa tàn linh đến tận đường tối tâm. Tan đồn sắp mu ngầm rao riết, triệu năm ma rõ biết cơ thiên. Giao cho trách nhiệm hiện tiền, gặp tàn linh thánh hồi nguyên trận đường. Tạo mọi cách xua tan tín ngưỡng, màn dị đoan bành trướng
tứ phương, dục lòng chúng nó ngổ ngang, bất tùng chánh giáo bạc vàng đắm say. Nhiễm trần cấu tương lai gây dựng, mê đỉnh chung quên lửng chân linh. Các ngươi thu hút đức tin, khiến xuôi chúng nó già sinh bưởi bồng. Kéo lũ lượt vào vòng hỗn độn, chúng hết mong phản bổn hồi nguyên. Năm ma lạnh lình đi liền, cố dùng đủ trước tà quyền thực thi. Khảo những kẻ tùng quỷ đại đạo, chẳng sưu tầm chánh giáo học hành. Tâm tư vọng tưởng lợi danh, sai mùi vật chất trở thành mùi mê. Đâu còn biết đường về quê cũ, điểm chân linh hấp thụ thói đời. Thả theo dòng tục luân vơi, mặc cho số kiếp đổi dời rủi mai. Nghe kinh sách phô bày đường lối, rằng cõi trời mở hội long huê. Chờ người đắc đạo trở về, yến viên dọn sẵn bộn bề thưởng ban. Kẻ tham vọng mơ màng mộng tưởng, lên cõi trời thụ hưởng tiên đào. Ma quân thâu rõ âm hao, tức thì giả lập đài cao non bồng. Giả Phật mẫu đầy lòng bác ái, giả Quan Âm Nam Hải Như Lai, giả hình quan thánh linh oai, giả ông lão tổ phép tài cao siêu. Giả ẩn xa cho nhiều chân tánh, giả thiền môn vô cảnh nâu sòng. Nguyện căn lầm kế độc sâu, đem hồn ký gửi ma đầu hại thai. Hàm linh thinh chê bai thần thánh, theo mỹ tà thảm cảnh liên hồi. Đời tàn dồn dập khổ ôi, sơn băng thủy kiệt ôi thôi hải hùng. Cuộc biên chuyển vô cùng rợn ốc, kẻ si mê kêu khóc giật giờ. Đấu tinh nhật nguyệt lu mờ, âm quang trượt khí trực hờ thổi ra. Ma vương dụng toàn là độc chất, diệt khách trần cảnh vật tiêu điều. Lửa trời hận hực đốt thiêu, trẻ già trai gái thải điều tử vong. Kẻ bạo ác máu hồng cuộn chảy, thay chất chồng như dải trường sơn. Tội gây thanh khóc thần hờn, đáo đầu phải thọ lãnh cơn phạt hình. Kẻ mộ đạo sách kinh tìm hiểu, lòng không còn bận biểu trần si. Nói gương các đấng từ bi, Di Đà Phật Tổ hộ trì an thân. Mai tạo hóa xoay vòng tuần tự, luật thiên điều chẳng sự hiếp ai. Thiện nhân hưởng cảnh nhàn lai, hung hăng bạo ác hòa tai dập dồn. Cơ mẫu nhiệm càng khôn tùng lệnh, đấng tạo đoan dĩ định chẳng lầm. Đúng ba vạn sáu ngàn
năm, địa cầu sáu tám nổ ầm vỡ tan. Cả những loại hoàn toàn tiêu diệt, Phật thánh tiên rõ biết thiên cơ. Khuyên đời cải giữ về hiền, bảo tồn nguồn chất an nhiên vĩnh tồn. Diễn dịch đúng từng chương bổn chánh, nào dám tùng phàm tánh nói rằng luật điệu cổ Phật cấm răng, phạm lời vọng ngữ tội căn chẳng hèn. Ta bao kiếp tôi phen gian thế, vì thương đời tồi tệ u mê, tạo gây quả nghiệp nặng nề, nợ nần vai trả chẳng hề rảnh rang. Khiêu đuốc huệ soi đường tiên hóa, diệu linh căn bương bả quy hồi. Trải qua mấy chục năm rồi, chỉ tồn thiểu số đắp bồi nền nhân. Phật tiên thanh lắm lần đổ lệ, xuống đổ nhân thất chí quay về. Trần gian kiếp nạn hầu kề, dù thương để dạ chẳng hề đau lai. Bởi nhân thế lòng hai già một, buổi hạ nguồn cùng tột khổ sầu. Yêu tinh hợp với ma đầu, thừa cơ các đấng về chầu chí linh. Toàn lòng giả biến hình thần thánh, đi tuần du khắp cảnh phụ sanh. Xưng hô là đấng cứu tinh, giáng linh độ rỗi quần linh thoát phàm. Khiên khách tục mê ham tin tưởng, chẳng biệt phân hình tướng giả chơn. Đắm trần vướng hòa vào thân, cầu xin các đấng thánh thần cứu nguy. Phật tiên giả dùng thì tà thuật, vô hiển linh phương thức gạt đời. Lắm người mê tín đồng thời, xúm nhau bái phục ngỏ lời ngợi khen. Phật tiên giả một phen đắc thế, hại tàn linh không thể đo đường. Chia nhau xe xác nhai xương, hành hung thủ đoạn biến phương khác liền. Giả linh tánh trường tiên thi đậu, lên thiên cung trình tấu mẫu hoàng. Cầu xin hồng phúc bố ban, yêu ma tinh quái tràn lan lòng hành. Đức hoàng cực thất thanh lo ngại, mời chân nhân cả thầy thanh thần. Cùng chữ tiên Phật ân cần, dùng cây huệ kiếm bảo trân rạng ngời. Tìm yêu quái ẩn nơi trần cấu, trải mấy mươi trận đấu hải hùng. Ma quân lực tận thế cùng, chân nhân trạm sát rụi tàn tính ma. Bầu trời đất chói lòa như trước, cảnh hoàng hôn lần lượt vén màn. Phật tiên thần thánh hân hoan, mừng vì giải cứu bèn toàn nguyên nhân. Cụ tan đổm một thân giờ giật, đám tai sai tiêu mất hết còn. Đường trần lê bước đơn côi, liều mình tự chiến mấy hồi chủ nhân. Phép triệt giáo
khó hơn xiển giáo. Kẻ hung hăng, bất hảo, vô nghi, làm sao thắng đức từ bi? Bấy giờ tán đổm, bại suy ngậm hờn. Đào tẩu chốn sơn lâm hùng nhĩ, đức chủ nhân hiểu ý ma đầu. Thế là tận dụng phép màu, chẩn đường tán đổm, tóm thâu phép tài. Hỏa nguồn báo chân tay trói lại, kẻ xa cơ khó giải cho ra. Biểu dương phép thuật chánh tà, đáo đầu thiện ác nay đã phân minh. Vần nhật nguyệt đấu tình chiêu sáng, cả bầu trời quang đảng thanh trong. Qua cơn bão tố cuộn phong, nguyên căn thoát nạn thải đồng vui thai. Đảm trọng trách đức ngài hoàng cực, đưa 96 ức tạng linh. Hồi quý cảnh cũ an bình, lập thành bổ sổ tấu trình nghiệp công. Đại từ phụ ân hồng phán xét, đức mẫu hoàng lộ nét hân hoan. Tội cũ tan đổm dậy tràn, kiêu căng phản nghịch thiên đàng khó tha. Thượng đế phán Di Đà phùng mệnh, cùng linh quang lãnh định tiến hành. Hung thần tạo nghiệp chẳng lành, đánh 3000 trượng mới đại tội sao. Hỏa phù giang đỉnh đầu sói thượng, thì hết mong biến tướng tác hoài. Đại hùng lực sĩ ra tay, đem cừu tán đổm vùi ngay thủy triều. Dùng tảng đá yêu kiêu ép lại, ngàn vạn thu nan giải thoát thân. Yêu tinh ăn thịt nguyên nhân, đem ra trị tội một lần đồng chung. Ngũ chi hiệp trung dung chân chỉnh, đức háo sanh dĩ định an bài. Long huê thiết lập hôm nay, do tòa tam giáo triển khai hội kỳ. Dở sổ bộ xét truy công quả, ban hồng ân ân xá tạng linh. Những người khử ác hồi minh, ngộ thời nhất kiếp gọi mình sạch trong. Lo nhân đạo lòng không sao lãng, gìn thủy chung với bạn đồng sanh. Làm con hết già kính thành, trọng cha kính mẹ anh em thuận hòa. Được dự hội nghe tòa tam giáo, phán xét người thiện hảo ban cho. Sống đời thanh đức ấm no, cơm ăn áo mặc khỏi lo bận lòng. Rành tâm trí gia công tu tạo, tam lập tròn phục đáo niết bàn. Những người đạn tử hung hoang, bội thiên nghịch địa hướng đường lợi danh. Mê thực nhục sát sanh hại vật, sanh lắm nhiều ác tật hư thân. Tấm sai huyện cảnh lục trần, vong ân bất nghĩa
phi nhân tội đài. Đọa địa ngục từ đây mãi tới thất ức niên, đạo mới khai môn. Thảm thai các đẳng chân hồn, trở thành bùn đất hết còn nguyên căn. Luật thưởng phạt công bằng chánh lý, tam giáo tòa chẳng vì riêng tình. Những người tri thức quang minh, tu chân giữ vững đức tin lập trường. Phủi danh lợi Phật đường ẩn bóng, tầm cơ màu giải mộng trần ai. Phong ngôi thượng phẩm liên đài, thông dong tự tại thoát ngoài tử sanh. Người hiện đức lập danh quân tử, dù nữ nam biết giữ năm diện. Nghĩa nhân cư xử vẹn tuyền, phong ngôi trung phẩm đại liên chói lòa. Người lương thiện thật thà chân chất, lòng vẫn luôn kính Phật thờ trời. Không làm những việc trái đời, tạc gương trong sáng để thời hậu lai. Ngôi hạ phẩm liên đài án ngự, cõi tái lai đến xứ dương trần. Sớm xem nước trí non nhân, trưa thì rượu thánh thì thần vui say. Riêng hoàng cực hoàng vai sứ mệnh, cùng chân nhân lãnh lệnh mẫu nghi. Kim bàn ngọc lộ mang đi, hiệp cùng ngũ giáo độ thị nguyên căn. Đồng khêu đuốc huệ đăng sáng tỏ, diệu nhân sanh hướng ngõ môn thiền. Từ bi bác ngay đủ quyền, ngôi xưa cửu phẩm trường niên hưởng nhàn. Nam mô Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất, thiên đạo vô vi. Sydney, ngày 22 tháng 4 năm 2014.